không sao, chủ quán người ta cạo rồi đó các bạn, đó là cạo bỏ cái lớp khét khét ở ngoài đó. Có mấy bạn vô các bạn nói mua một con, mấy bạn muốn chỉ con nào thì người ta lấy cho mấy bạn con đó. Chào mừng các bạn đến với kênh Cảm Nhận Cuộc Sống, mà các bạn theo chân mình khám phá và tận hưởng niềm vui. Chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Chào các bạn, hôm nay mình đi mua cá lóc nướng Đồng Tháp về ăn nha các bạn. Thì mình thấy quán này bán cá lóc nướng quá trời luôn, mình chạy vô mình mua thử một con về ăn nha các bạn. Đây là cá lóc nướng nè các bạn, cá lóc nướng Đồng Tháp nha, một con 100.000. Mấy bạn cứ vô mua đây rồi lựa con nào cũng được, chứ lớn nhỏ vậy nó cũng là 100.000 hết trơn á, mỗi con 100.000 nha mấy bạn. Nó có nước chấm me và nước chấm mắm nem mấy bạn, nó giao tận nơi luôn kìa mấy bạn. Đây con cá lóc nướng, thấy nó nướng hơi khét khét nhưng mà không sao, chủ quán người ta cạo rồi đó mấy bạn, đó là cạo bỏ cái lớp khét khét ở ngoài đó. Có mấy bạn vô các bạn nói mua một con, mấy bạn muốn chỉ con nào thì người ta lấy cho mấy bạn con đó. Ở đây là người ta nướng chín luôn, rồi qua bên kia người ta sẽ làm cho nó nguội lại mấy bạn. Thì cái đường này là nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo luôn nha mấy bạn. Đường này là đường sân bay đó mấy bạn. Thì bên này bán một con cá lóc là 100.000, con nào cũng 100 hết. Ngang mặt mình là cái quán vịt nướng xà đét đó mấy bạn. Có một cái quán nữa bán nữa mà một con 101 với một con 100. Nhưng mà mình thích qua đây mình mua hơn, một con 100.000, con nào cũng 100 hết, nó rẻ. Đó, cá lóc nướng Đồng Tháp 100.000 con đó. Bò nướng ngói, bò nướng mọi, giao hàng tận nơi luôn. 435 Trần Đạo. Rồi nhìn thấy cá lóc nướng thấy đã quá. Đây là 3 con. Ăn cá lóc nướng này mấy bạn ăn luôn cái da mới ngon, kèm kèm theo miếng da có mùi khét khét á, thơm lắm. Cá nướng là nhờ thơm mới da đó mấy bạn. Đây là một đống con này đó, mấy bạn cứ vô chữa lựa chọn đi, lựa chọn xong rồi ta nướng lại sơ lại cho mấy bạn nóng nóng về là ăn này. Trên đó là để nước chấm mấy bạn, chấm me rồi đó. Đây mình mua về nhà một con 100.000, có bún bánh tráng, dưa leo nè mấy bạn, rau cải, trái ớt nè. Nò con cá nhìn thấy ngon quá. Cá này mình không có dám ăn ruột, tại nó không có làm ruột, nó xơm cây xả vô cái họng không à, rồi nó nướng à. Ở trên đây thì dưa leo, chuối chát, này chan mỡ hành để quết vô con cá nữa các bạn. Rồi đậu phộng đó thì mấy bạn đâm ra bỏ vô mắm nem với lại mắm me đó, chấm mắm me mình thấy ngon hơn mắm nem á. Đây là bún, đây là bánh tráng, bánh tráng hơi ít nha các bạn. Rau tươi xanh luôn, salad nè, trái ớt bự, lá tía tô, rau dấp cá. Đây là cái chén này là cái chén mắm me, bên đây là mắm tôm. Mấy bạn muốn xin mấy bịch nước chấm cũng được hết trơn á, xin mỗi thứ 2 bịch đi, nếu mà ăn nhiều mỗi thứ 2 bịch. Đó, nguyên cái đầu con cá nè, thấy nó khét khét gì nhưng thật sự là nó cạo rồi các bạn, rất là thơm nha các bạn. Ăn cái da ngon lắm. Đó thì hôm nay mình mua con cá lóc nướng cho nó, mình quay sơ sơ lại cho mấy bạn xem vậy đó. Thì một con này chỉ có 100.000 thôi, rẻ, 100.000 hai vợ chồng ăn no luôn đó mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những video sau hay hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.